Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu linh kiện các dịch vụ tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn dịch vụ thay mới sửa chân sạc của điện thoại LG G4 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là trọn bộ linh kiện bên trong của điện thoại LG G4 và đây là bảng main của điện thoại LG G4 mà mình đã mượn được của kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn để quý hàng có cái hình dung rõ hơn về phần chân sạc của điện thoại LG G4. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Cụm chân sạc của điện thoại LG G4 đó. Khi mà gặp có lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của điện thoại LG G4 không sạc được, sạc chập chờn lúc được lúc không, thì quý hàng chỉ cần mang máy qua cái địa chỉ của di động cao cấp.vn, kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và cho quý vị các bạn phần chân sạc của điện thoại LG G4 và thay mới cụm chân sạc của điện thoại LG G4 cho quý vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về chân sạc của LG G4, dịch vụ thay mới chân sạc LG G4 tại di động cao cấp.vn. Quý hàng có thể truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04667 5099 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể. Một lần nữa, di động cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn xem video giới thiệu dịch vụ thay mới chân sạc LG G4 tại di động cao cấp.vn chúng tôi.